Diện Ban Dân vận huyện Minh Bảo. Kính thưa thầy Nguyễn Đình Minh, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường cùng các thầy cô trong cấp ủy, ban giám hiệu nhà trường. Kính thưa toàn thể các thầy cô giáo, các bác phụ huynh, thưa toàn thể các đồng chí đoàn viên thanh niên và các thế hệ học sinh nhà trường. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trường Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến, trực thuộc huyện đoàn Vĩnh Bảo, tiền thân là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trường Trung học phổ thông Bán cầu Vĩnh Bảo, được thành lập theo quyết định số 15 QĐ-DTN ngày 12 tháng 12 năm 1999, trải qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy, ban giám hiệu trường, tổ chức đoàn thanh niên cũng như công tác đoàn và phong trào thanh niên ở trường không ngừng lớn mạnh và đóng góp một phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển chung của nhà trường. Ngay trong đợt ra quân đầu tiên tham gia hội thi liên hoan ca khúc chào mừng thế kỷ 21 của thành phố Hải Phòng, đoàn trường đã xuất sắc giành giải đặc biệt hội thi. Mặc dù chất lượng tuyển sinh đầu vào của học sinh nhà trường còn thấp, nhưng trong những năm qua, đoàn trường Trung học phổ thông Khuyến liên tục xếp top đầu trong bảng thi đua do ban chấp hành huyện đoàn đánh giá. Nhiều năm liên tục được trung ương đoàn, thành đoàn tặng bằng khen. Nhiều công trình, nhiều phần việc thanh niên của đoàn trường được thành đoàn Hải Phòng gắn biển là công trình tiêu biểu cấp thành phố, như công trình vườn sinh vật cảnh, công trình tháp bút Đài Nghiên, tượng đài Nguyễn Du, công trình sân vận động xanh, phòng tư vấn tâm lý học đường. Đoàn trường đã tổ chức thành công nhiều chuyên đề cấp thành phố, được đoàn cấp trên ghi nhận và đánh giá xuất sắc, tiêu biểu như chuyên đề cấp thành chuyên đề mãi mãi tuổi 20, tôi yêu tổ quốc tôi, là đơn vị trường trung học phổ thông duy nhất trong huyện tổ chức, xây dựng và duy trì được chương trình hoạt động hè tập trung tại nhà trường, thành lập và duy trì phát huy tốt vai trò của đoàn viên thanh niên nhà trường trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học thông qua mô hình an ninh tự quản. Phong trào nghiên cứu khoa học kỹ thuật, sáng tạo trẻ luôn được đoàn trường quan tâm. Hàng năm, đoàn viên thanh niên nhà trường đều có từ 4 đến 5 sản phẩm đạt giải tại cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật thành phố do Sở Giáo dục tổ chức và cuộc thi sáng tạo trẻ do thành đoàn tổ chức. Nhiều sản phẩm sáng tạo của đoàn viên thanh niên nhà trường được vinh danh tại ngày hội sáng tạo trẻ thành phố, được truyền hình Hải Phòng đánh giá cao và xây dựng thành mô hình điển hình cho thanh niên thành phố. Đoàn trường luôn thể hiện vai trò xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng qua việc triển khai thực hiện các phong trào lớn của Trung ương đoàn thanh niên như đề án 500 tặng tư liệu sản xuất cho các công trình cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, phong trào xây dựng nông thôn mới với nhiều hoạt động thiết thực, ra quân làm vệ sinh môi trường tại các khu dân cư, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ và các công trình văn hóa, tặng quà các gia đình chính sách, góp kinh phí